Điểm quý thầy cô có chưa? Điểm tiết có chưa? Có rồi phải không? Bao nhiêu người thiếu điểm? Hả? 20%. 20% là quá giỏi. Không phải nói quý thầy cô may mắn. Thứ nhất là bài ít. Cái đó là cái yếu tố mà khiến những quý thầy cô tập trung được. Cái thông thường á, là nửa học kỳ là bài khá nhiều, hết hết nửa chương trình. Thế nên quý thầy cô ít tập trung học, cho nên là bài thì nhiều mà học thì ít, nên là gặp khó khăn. Nhưng mà chấm ghi điểm bài mà ghi này, tôi biết là quý thầy cô đã có lo lắng về môn này. Cho nên tập trung khá tốt và điểm thì cũng là khá cao. Có em đến 47 điểm đúng không? 47 hả? 4 nhiêu? À 43, như vậy là anh văn 47. 43 à hả? Và thông thường á là cái khóa triết này điểm của tôi không quá 40 điểm. Thông thường là vậy. Đôi khi học trò này xuất sắc thì không nói, nhưng mà thông thường là vậy. Nhưng mà kỳ này quý thầy cô phải nói rằng là làm bài khá tốt. Và mặc dù á, chưa có sáng tạo gì nhiều, nhưng mà đều gọi là có chăm chỉ, hy vọng như vậy. À, hỏi câu thứ hai là khoa triết này thi và khoa Bali thi thạc sĩ bao nhiêu người rớt? Hả? À? Không có rớt luôn hả? Đầu hết luôn hả? Quá giỏi, như vậy mới ra. Bởi vì quý thầy cô biết sao? Khoa anh văn thủ khoa mày ngán chứ. Quý thầy cô nghĩ sao mà khoa triết là để cho anh văn thủ khoa? À thì họ là không lời môn triết học. Môn triết học quý thầy cô là đang học, mà triết học là hệ 20. Quý thầy cô biết triết học là điểm mấy? Điểm 20. Trong lúc anh văn điểm có 10 thôi. À mà hôm qua tôi dạy môn anh văn là tôi nghe là họ bảo là họ cũng còn cái rớt. Mà rồi là thủ khoa lại là họ. Nhưng mà cái em thủ khoa thì khá giỏi, vì ghi nhận là em thủ khoa giỏi, anh văn là rất giỏi, mà là học rất là ngoan, rất là có đạo hạnh, thế thì cũng được. Cũng coi như là mình xem như là an ủi. Quý thầy cô học tới đâu rồi ạ? Học thiếu không ạ? Nếu mà quý thầy vì cô mà khoa triết khoa Bali mà học cái này mà tôi dạy cái này xong là quý thầy cô vô thi là trúng tụ luôn. Cái này trúng tụ luôn. Hôm trước mình qua cái này rồi phải không? Bây giờ tới đâu rồi? Học thiếu duy thức hả? À quá tốt. Như vậy chúng ta cũng đi được gần hết chương trình là cũng tốt. Học thiếu duy thức phải không? Chương trình duy thức này là theo chương trình cũ của Trung cấp Phật học, là quý thầy cô đã học ở dưới Trung cấp Phật học và duy thức học. Ở đây ta học sơ một chút sự, nắm lại một chút cái gọi là những cái ý tưởng căn bản về duy thức. Và theo truyền sử thì ngài Maitreya tức là Di Lặc, Asanga là vô trước và Vasubandhu là thế thân, là những người sáng lập ra tông phái này. Ba vị này được xem như là có công sưu tầm đúc kết tư tưởng về duy thức và phân biệt thành cái triết loại thứ từ mạch lạc và phương thức suy luận diễn đạt giáo lý nguyên thủy được rõ ràng hơn. Đó là ba vị cực kỳ quan trọng của cái bộ phái duy thức. Về sau thì có các cái vị tiếp nối, đó là ngài Hộ Pháp Dhammapala, Giới Hiền Silatra người Ấn. Ngài Giới Hiền này được nói rằng là thầy của ngài Huyền Trang. Và lúc mà ngài Huyền Trang sang học tại Ấn Độ á, thì lúc đó Giới Hiền đã 120 tuổi. Và ngài nói rằng là ta đợi những người đến đây để em học xong là ta xong cái trách nhiệm của chư tổ giao phó. Ta nói cái sứ mệnh của các ngài có cả. Và ngài Giới Hiền này là ngài cực kỳ giỏi về duy thực. Và đệ tử của ngài Huyền Trang là ngài Khuy Cơ, là một trong những người giỏi vất giỏi duy thức và có cái công hệ thống hóa là duy thức. Đó là về cái truyền sự những cái người mà có một cái tầm quan trọng trong cái hệ thống duy thức học, từ lúc mà khởi sinh cho đến lúc mà truyền sang Trung Hoa.
Và quý thầy cô biết cái chỗ ở Trung Hoa là cái duy thức học này có một thời gian là nó chiếm lĩnh tất cả cái diễn đàn về triết học của Phật giáo ở Trung Hoa. Và trong thời gian đó là các bộ phái khác của Phật giáo là phái phụ. Còn cái duy thức học này là trở thành cái phong trào mà rất được ưa thích. Và người ta lúc và lúc đó là người ta đã rất đam mê về cái triết học duy thức này. Tuy nhiên đây là một cái môn, đây là một cái triết học, một cái giáo lý mà nó tương đối là cực kỳ cao và khó. Do vậy nó ít phổ biến trong quần chúng. Và đối với Phật giáo Việt Nam mình thì cái này trở thành một môn học, nghiên cứu hơn là đi vào hành trì tu tập và đi vào quần chúng hóa. Cái đây là các vị thầy cô biết. Có những cái mình học bắt buộc phải học để biết những cái truyền thừa. Và trong thời gian tu tập của chúng ta có ứng dụng cái này, cho nên chúng ta phải học. Nhưng mà cái này thật sự đi ra ngoài quần chúng thì nó rất là khó, bởi vì nó thứ nhất là nó sử dụng ngôn ngữ quá chuyên môn, và thứ hai nó đi quá chi lý vào vấn đề phân tích. Do vậy cái này nó không có thích hợp lắm, không làm cho cái giới gọi là trung bình, vậy là cái giới bình dân người ta trung thích. Vì lý do đó mà duy thức nó chỉ phổ biến ở giai cấp thượng tầng trí thức của Phật giáo cũng như xã hội. Đối với cái thượng tầng trí thức của xã hội á, tức là những cái nhà triết học, những nhà nghiên cứu, ta rất thích cái hệ thống duy thức này, phải nhớ như vậy. Bây giờ như vậy, ở đây hai vấn đề, hai cái khi nói về sự của duy thức, người ta nói về hai cái dòng truyền thừa. Thứ nhất là ở Ấn Độ và thứ hai ở Trung Hoa. Ấn Độ có bao nhiêu vị là quan trọng? Có 3 vị. Và ở Trung Hoa là chúng ta thấy ở đây ta đề cập đến Huyền Trang và Khuy Cơ. Đó là về sự. Nói như được là hiểu phải không nào? Thành ra khi hỏi về duy thức, mình phải nói, ta nói các tăng ni sinh hiểu gì về duy thức học, thì quý vị phải trước tiên là mình trình ngay về sự một chút. Sau đó mình bắt đầu mình đi vào duy thức. Và bây giờ mình đi vào duy thức. Ở đây mình không có thời giờ nhiều, cho nên mình chỉ học cái phần cốt tủy thôi. Còn cái phần mà đi vào nội dung thì có một cái môn học riêng. Duy thức học là môn học nằm trong luận tạng Abhidhamma. Và ở đây quý thầy cô bữa nay mình tìm hiểu một chút, thêm một chút. Abhidhamma. Và Abhidhamma theo cái nghĩa mà quý thầy cô thường hiểu và thường học, đó là luận, phải không nào? Luận. Và tiếng Anh nó dùng là commentaries, là bình giải, là luận. Thì giải thích một cách dễ hiểu hơn, Abhidhamma thì nó gồm có hai thành phần. Cái thành phần Abhi là nới rộng, là phát triển, là mổ xẻ, là phân tích. Abhi Dhamma là pháp. Như vậy cái phần Abhidhamma là cái phần phát triển cái giáo lý, những cái lời Phật dạy. Cho nên ở đây có một cái quan điểm là Abhidhamma là vi diệu pháp, là nó cao siêu hơn cái giáo lý Đức Phật. Quý thầy cô nghĩ thế nào? Thường có cái khuynh hướng cho rằng Abhidhamma là nó vi diệu hơn cái giáo lý Đức Phật dạy, những kinh điển Đức Phật dạy. Quý thầy cô nghĩ thế nào? Đây là một ngộ nhận chứ không phải sai lầm. Và chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Ở đây là chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ thì dù cái này để mình phải lý giải vì sao tôi kêu là ngộ nhận. Và chúng ta cẩn thận trong thôi, chúng ta lại tấn bốc những cái điều mà nó thật sự là không đúng là một, và thứ hai là chúng ta nói những điều mà đôi khi không tôn trọng thế tôi. Thì dù như một người họ đưa ra một con số, thì dù như là 1 triệu, thế là 1.575 nhân với 20. Một người mà họ nói liền kết quả của cái này mà không cần phải nhân, thì dù như 2 lần 10, 2 lần 5 là 10, nhớ 1, rồi 2 7 4 15, 2 5 10, nhớ 1, 2 1 2 1 3, ví dụ vậy. Bây giờ một người, người ta nhìn con số này, ta nói ngay kết quả, thì người nào thông minh hơn? Người nào thông tuệ hơn? Hả? Người nào thông tuệ hơn?
Quý thầy cô thấy bây giờ một cái người mà ta nói ra một con số và ta nói là ta nhân chia trị gặp mà ta nghe từ đấy, bây giờ có chuyện này có rồi đó. Cái quý thầy cô nói trên cái biệt tài tỷ hón đó, tôi có coi. Và những đứa, có một đứa trẻ mà nó tỉnh đến nỗi là máy tỉnh tỉnh không kịp. Đây hiện tượng trên TV. Vậy thì em đó là nó thông minh hay là như chúng ta tỉnh ra như vậy chúng ta mới phân minh? Em bé nó thông minh hơn. Vậy khi mà nói người Đức Phật dạy các pháp là vô ngã, ngộ uẩn là vô ngã, các thánh ta ngộ liền ngay. Còn như chúng mình thế nào là ngộ uẩn? Bây giờ về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì? Vậy thì anh nào thông minh hơn? Ở trình độ các tổ, người các vị thánh chỉ cần nói ra có cái tuệ pranya, ta thấy được ý chân tướng, không cần phải Abhidhamma cho chúng ta. Và chúng ta vì không hiểu cho nên cần phải Abhidhamma. Vậy thì Abhidhamma chỉ là công việc giải thích những gì mà vốn đã có trong lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta nói một điều là cái trí tuệ Đức Phật là trí tuệ toàn giác. Và khó lắm có thể nói ai có thể qua được cái lời dạy của Đức Phật. Do vậy, đó là cái điều thứ nhất chúng tôi muốn xây dựng cho quý thầy cô một tư duy về lời Phật dạy là cái kinh tạng Sutta Pitaka và luận tạng Abhidhamma. Đó là Pitaka, đó là một cái quan điểm. Quan điểm thứ hai, không phải trong kinh Nguyên Thủy không có Abhidhamma, mà một cái vị mà Đức Phật khen là rất giỏi về Abhidhamma của nguyên của cái thời mà Đức Phật các đại đệ tử đó là ai? Tôi nói rồi. Ai? Mục Kiền Liên Moggallana. Ngài Mục Kiền Liên được gọi là rất thiền xảo về Abhidhamma. Và trong đó quý thầy có biết trong những kinh Nguyên Thủy có một vị chuyên môn phân tích, nới rộng, giải thích những cái lời dạy của Đức Phật. Vì đó được xem như là thiền xảo hiệu ý được Đức Phật. Và vô cùng tinh tế trong vấn đề giải thích những lời Đức Phật. Vì đó là ai? Ma Kachana. Kachajana đó là Ca Diên Diên. Ví dụ như một bài kinh gọi là Nhất Già Hiền. Vì thầy cô học bài này chưa? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chữ ở đây, vân vân. Thì sau khi Đức Phật dạy bài kinh này xong á, Đức Phật nói đây cái bài pháp gì? Đây là một cái bài pháp mà chưa tăng về hành trì. Và Đức Phật đi vào thiền thất, Đức Phật nghỉ hương phòng. Và các vị tỳ kheo không hiểu, không hiểu được cái bài thấm thủy của bài kinh này, cho nên muốn hỏi Đức Phật, mà Đức Phật lúc đó ngài mệt và ngài đi vào trong hương thất ngài nằm. Thì các vị tỳ kheo mình nghĩ cái vị mà có thể giảng giải, người ta dùng trong kinh gọi là giảng rộng lời Phật dạy, cho người ta không gọi là Abhidhamma, giảng giải và giải một cách thiền xảo, đó là Mahakacchajana. Và đến gặp Mahakacchajana, ngài Mahakacchajana khải đồ của ngài đây này, quý thầy cô phải học này. Và đây là thái độ của chúng ta cần phải học này. Cho nên sau này đôi khi chúng ta có giỏi cỡ nào, chúng ta phải biết rằng là không có những bậc thầy đi trước, chúng ta khó lòng mà có những cái trí thức ngày hôm nay, có những cái mà chúng ta cho là chúng ta, cái riêng của chúng ta ở đâu, không phải đâu, không cần thiết. Ngài Đại Ca Chân Nhân mà nói về các vị tỳ kheo, nay các vị tỳ kheo, các vấn đề, giống như một người đi tìm lõi cây. Lõi cây thì giống như lõi cây tầm đó, tầm mà tìm được cái lõi là coi như là gì? Là trúng số độc đắc đấy. Chỉ cần một cái lõi thôi là sống cả đời. Giống như một người đi tìm lõi cây, đứng được một cây có lõi. Quý vị bỏ qua lõi cây, quý vị bỏ qua thân cây, quý vị bỏ qua giác cây, quý vị bỏ qua cành cây, mà quý vị đi tìm lá cây, đem cả cây về cho là quý. Cũng vậy, đối với cái giáo lý của Đức Phật, Đức Phật là lõi cây của chánh pháp. Đứng được Đức Phật tại sao các vị không hỏi Đức Phật mà đi hỏi tôi? Hỏi tôi như là gì? Hỏi cành lạ mà thôi. Một đại đệ tử, một bậc A-la-hán mà quý vị thấy có một sự tôn trọng tuyệt đối với Thế Tôn, thành ra chúng ta chưa là gì đâu. Thôi không nói là con số không, mà chủ thật là khiêm tốn. Cho nên đối với những cái lời dạy của Đức Phật cần phải trân trọng.
cần phải cẩn thận khi phát biểu về những lời dạy của Ngài. Phải không nào? Đó là thái độ thứ hai mà tôi trước khi đi vào duy thức tôi nói cho quý thầy cô, chúng ta suy nghĩ. Còn quý thầy cô muốn suy nghĩ cách nào, đó là quyền của quý thầy cô. Tôi không áp đặt. Học với tôi không có sự áp đặt ở đây. Mà tôi chỉ hướng dẫn cái phương pháp, cái cách tư duy và phương pháp luận để quý thầy cô nghiên cứu. Bây giờ ta đi vào. Như vậy Abhidhamma ở đây có nghĩa là Abhi là nới rộng, phát triển, mỗi sẽ phân tích, và Dhamma là pháp, pháp là những lời ký, những cái giáo Đức Phật. Một số luận sư định nghĩa duy thức là gì? Thức tức là thức. Duy thức tức thì thức hay bất lý thức. Có người thì cho rằng duy thức là hệ thống của tâm thức. Có người thì cho rằng chủ trương duy thức là A Lại Gia thức. Có người lại cho rằng duy thức chính là chân tâm. Và tôi đưa ra những khái niệm này, những cái này là những ý kiến mang tính cá nhân và chưa thể truyền tải được, chưa thể đại diện mà cho đó là tiếng nói đúng đắn về duy thức. Mình cần phải biết, mình cần phải hiểu những cái quan điểm, nhưng mình không áp đặt những cái đó. Đó là ý kiến duy nhất. Nhớ chưa nào? Trong cái thái độ học Phật ở đây, thầy cũng nhắc lại một chút kinh Đại Kinh Trang Ki. Cái này thầy cũng nói rồi. Ngài nói chưa? Hồ trì chân lý, chứng giác ngộ chân lý và chứng đạt chân lý. Đó là thái độ của người có trí tuệ. Phải không nào? Không chấp thủ. Bây giờ chúng ta, tôi nhắc lại chúng ta thôi, quý thầy hiểu, quý thầy cô hiểu, tôi không nói lại mất thời giờ. Như thường hiểu, duy thức hãng dịch của thuật ngữ gọi là Vijñāna-vada, ta đọc là duy thức. Vijñāna-vada là từ rút ngắn của danh từ pháp tướng duy thức tông. Nó là Dhamma Lakṣaṇa Vijñāna-vada. Và cái ý nghĩa của này là nghĩa môn học về tướng trạng của các pháp. Tướng trạng của các pháp. Duy trong ý nghĩa này là chỉ thức là sự, là hiểu biết, phân biệt. Và cách việc này, cách dịch này có vẻ là chưa chính xác trên cả hai phương diện, nghĩa đen và nghĩa bóng. Và vì dịch như thế cho nên thường gây ra ngộ nhận trong cái vấn đề học, nghiên cứu duy thức học. Vì thưa quý thầy cô, ở đây chúng ta biết rằng là hệ mà nói là chữ duy mà trong tiếng Anh mà thường là dịch là từ chữ ism. Và cái chữ mà chữ ism này nó tạo nên những cái sự đối trọng, sự phân biệt. Ví dụ như nationalism. Ngày hôm nay á, thế giới ngày xưa là cái thế giới global, toàn cầu, universal. Nhưng mà trong cái thời giai đoạn này á, thì nó có một cái khuynh hướng là chủ nghĩa dân tộc mà ta gọi là gì? Dân túy. Và khi cái này á, mà chữ ism này vào á, là nó mang tính bảo thủ. Mà chữ ism này là luôn luôn được truyền tải một cái ngã tướng. Ism là luôn luôn truyền tải một cái ngã tướng, giống như cái self hay là cái atma, cái ego của. Đây là cái mà cực kỳ không có trong cái giáo lý đạo Phật. Và nếu như trong Phật giáo mà chữ duy tâm, idealism, thì nó bị gò bỏ, nó bị hàng hẹp. Vì quý thầy cô biết rằng là ở trong đạo Phật khi nói tâm thì có, nó có tồn tại độc lập được không? Khi nói tâm thì nó luôn luôn phải có sắc. Đây là cái nguyên tắc của duyên khởi mà chúng ta đã học. Và cái này là cái chìa khóa, cái sợi chỉ hồng để chúng ta đi vào cái giáo lý. Vì vậy không thể nào mà chúng ta nói là cái tâm nó tách rời cái các pháp lại. Do vậy, từ cái chủ trương, từ cái cách dịch, nó đưa đến cái sự hiểu lầm.
mà nó đưa đến cái sự thiên lịch trong cái giáo lý. Chữ duy là chỉ ngoài nó ra không có cái nào khác, lỗi dịch như trên thì nó chẳng khác gì với cái cách gọi là duy vật, duy linh. Duy vật là materialism, duy linh là spiritualism. Và tất cả những cái này ấy, là nó nói, nó truyền tải một cái gì đó, nó đối ngược với vật chất, nó nói về cái linh hồn, cái gì đó thường tại bằng đối với cái vật chất. Và cái điều này quý thầy cô biết là trong đạo Phật không chấp nhận có một cái gì đó mà nó tồn tại từ cái này sang cái khác và tồn tại một cách độc lập. Vì các pháp là cái này có, cái kia có. Và cái này là cái mà chúng ta rất là biết. Và từ cách này thì người ta dễ hiểu rằng là ngộ nhận đi vào trong cái cách mà dịch của chúng tôi vừa nói. Và nhớ thế này, Tây Phương, các học giả Tây Phương người ta chữ Phật giáo là cách mà chúng ta biết là họ dùng Buddhism. Và vì chữ dùm này cho nên nhiều người nghiên cứu không thích dùng Phật giáo là Buddhism. Vì chữ dùm này nó chả khác gì là nationalism hay là capitalism. Cho nên ngày nay có một cái chủ trương mà cũng là cái cách mà họ sử dụng ngày nay có khuynh hướng tương đối là phổ biến, đó họ không dùng chữ đạo Phật là Buddhism mà họ dùng chữ là The Art of Living, nghệ thuật sống. Cái giáo lý của Đức Phật họ dùng là The Art of Living. Bởi vì ở trong cái Buddhism nó truyền tải một cái ego, truyền tải một cái ngã tướng, truyền tải một cái self, mà cái đó nó sẽ đối lập với những cái ego khác. Và cái đó nó không có đúng với cái thực tại. Nó không đúng với thực tại. Cái đó là cái mà chúng tôi nói với quý thầy cô. Bây giờ chúng ta đi lại coi thử các vị học giả về duy thức, rất nhiều người dịch, thì bây giờ ta đi vào cái ngôn ngữ. Vijñāṇavada, nó là một cái từ Bali và dịch là môn học về thức hay tâm thức học, tâm thức thuyết. Vì sao? Vì Vijñāṇavada, cái này chúng ta có hai phần. Vada là học thuyết hay là bộ phái, còn Vijñāṇa là tâm thức. Do vậy dịch cái cách này không những đúng với từ ngữ mà đúng với cái ngữ nghĩa. Cho nên chữ duy thức học nó có cái gì đó ngộ nhận, mà cái này bây giờ nó trở thành là một cái gì quen biết với chúng ta rồi, nó phổ biến chúng ta, thay đổi là một cái khó. Bây giờ nói rằng là học thuyết về cái học thuyết về tâm, người ta không thấy là đúng, mà duy thức học người ta lại thấy đúng. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ, cái đó chúng ta tôn trọng tất cả những cái ý kiến, nhưng ở đây chúng ta phân tích và học thì ở đây theo như cái cách của ngài, cái cách dịch này là cách của ngài Hòa Thượng có viết một cuốn là duy thức học, quý cô quý thầy cô biết không, của ngài Duy Liên đó, Quảng Liên, Hòa Thượng Quảng Liên, mà ngài là giáo sư của Đại học Văn Hành cụ, ngài có viết một cuốn duy thức học. Và cách phân tích của ngài tôi là cho rằng là nó hợp lý và tôi chấp nhận cách đó, bởi vì ở đây tôi thấy cách mà giải thích này nó phù hợp với cái giáo lý trọng tâm của đạo Phật, mà nó không chuyên chở những cái điều mà chúng ta vừa nói. Như vậy ở đây Vijñāṇavada thì ngài dịch là gì? Muốn học về tâm hay là tâm thức học? Và cách này á là không có ngộ nhận. Vì sao? Vì dịch như thế nó vừa đúng với tư nghĩa, nó đúng với ý nghĩa. Thức nghĩa là nhận thức, phân biệt, hiểu biết. Tâm thức thì không thể độc lập ngoài đối tượng của nó, nhưng chúng ta vừa nói nhận thức của tâm hay nói sự phân biệt của tâm bao giờ cũng phân biệt một cái gì đó. Không thể chỉ có một cái tâm thức đứng độc lập mà nó tồn tại được. Chủ thể không thể tách khách thể. Và như kinh Samyutta Nikaya
tương ưng bộ, trong đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói giống như ba cái cây lau nó nương tựa vào nhau mà đứng vững, nếu mà mất một cây thì hai cây kia nó đứng vững. Thức và danh sắc cũng nương tựa vào nhau mà như thế. Khi có thức nghĩa là có danh sắc, không thể có cái thức độc lập, không thể có cái danh độc lập, mà không thể có cái sắc độc lập. Đây là cái khái niệm thứ nhất về duy thức mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô. Và tôi sau khi tôi nghiên cứu rất nhiều tài liệu thì tôi thấy cái quan điểm này tương đối là hợp lý, và tôi chia sẻ với quý thầy cô. Dĩ nhiên quý thầy cô có thể giữ cái quan điểm quý thầy cô đã học từ xưa giờ, nhưng mà làm thế nào để thuyết phục tôi trong cái phạm trù mà của học thuật ở đây. Chúng tôi là nói rằng là vẫn không nói là cái nào đúng hoàn toàn, cái nào sai hoàn toàn, và chúng tôi vẫn đem cái bề kinh gọi là gì chân ký để chúng tôi nói. Nhưng mà cái cách nghiên cứu và học thuật này thì tôi thấy nó an toàn hơn. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần triết lý của duy thức. Cái duy thức này ngày xưa đến giờ thì tôi cứ nghĩ là nó thuộc về cái hệ thống của Đại Thừa và Nguyên Thủy, dường như không dính gì đến cái này cả. Thường chúng ta cũng nói như vậy, hay là không tánh chúng ta cũng có quan điểm như vậy. Và đó cũng theo chúng tôi cũng là những ngộ nhận. Vì sau khi chúng tôi đọc cái cuốn của Ngài Ấn Thuần và chúng tôi nghiên cứu về cái giáo lý duyên khởi, chúng tôi thấy rằng là cái giáo lý duy thức này vốn đã được Đức Phật Ngài nói trong cái bài pháp thứ nhất thứ hai của Ngài rồi. Và chúng ta sẽ tìm ở đây. Theo Ấn Thuần thì trên nền tảng của duyên khởi luận của Nguyên Thủy Phật giáo, duy thức được hình thành. Như vậy duy thức là dựa trên cái nền tảng của duyên khởi mà được hình thành. Duy thức là sự tập hợp của những trào lưu tư tưởng mới. Và theo Ngài Ấn Thuần, đây là một trong những người nhân nhầm vị là gọi là danh tăng của Đài Loan, của Trung Hoa. Và Ngài là được xem như là nhà nghiên cứu nghiêm túc, và Ngài ra rất nhiều tác phẩm của Ngài mà có giá trị. Về duy thức, Ngài có nghiên cứu một, tôi có được 2-3 cuốn, mà tôi có đọc được một cuốn này và tôi thấy cuốn này hay, cho nên tôi đưa ra. Và tôi thấy cái này nó mở chúng tôi, cho chúng tôi cái mới. Đó là theo Ngài thì duy thức được kết tinh bởi 5 loài, 5 cái bộ kinh sau đây. Thứ nhất, cái tư tưởng là nhất thiết duy tâm tạo hay là do tâm sở tạo. Cái này là nó nằm trong kinh Hoa Nghiêm và trong phẩm Thập Địa. Đây là cái thuyết thứ nhất là do tâm sở tạo. Và cái này thì theo Ngài đó là nó bắt nguồn từ cái phẩm Thập Địa của duy thức, của Hoa Nghiêm. Và nó có một cái câu để xác nhận, cái để mà chứng minh cho câu này là tam giới hư vọng, duy nhất tâm sở tác. Ba cõi đều hư vọng, chỉ có tâm nó tạo tác ra ba giới này. Và trong Hoa Nghiêm còn nói thế này: tâm như cồng hòa sư, hòa trùng trùng ngũ ẩm, vô pháp nhi bất tạo. Tâm giống như một cái người hòa sĩ, nó vẽ ra tất cả các cái thứ, không pháp nào mà không do tâm tạo. Tất cả các pháp tồn tại trong thế gian này là do tâm nó vẽ ra, nó tạo ra, giống như người hòa sĩ vẽ ra những cái tác phẩm. Đó là trong cái kinh Hoa Nghiêm. Trong lúc đó ta thấy trong kinh Agama cũng có nghĩa là tên cũng tương đương với là Nikaya, thì nói gì về cái này? Ta không thấy có một sắc nào loang lộ như màu sắc của lông chim. Tâm còn hơn thế nữa, tâm của các loài súc sinh có nhiều thứ nên màu sắc cũng mang nhiều loài. Cho nên khéo quan sát thâm mình thì dưới những người thờ nặng khéo dùng cái đất nguyên chất để tạo ra các vật có đủ màu sắc, tùy ý muốn nặng vẽ các loài hình tượng đều được như thế, thì cái tâm của mình nó cũng nặng vẽ ra tất cả các pháp tùy theo cái sở thích của mình. Và cái này mình có thể nói rằng là cái câu mà người xưa có nói là người buồn cạnh có vui đâu bao giờ. Cái cạnh nó có dính gì đến mình, phải không? Chiều ra đứng ngõ sau mà trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều, quê mẹ thì cũng rửa thôi chứ. Mà ruột đau chín chiều là bởi vì cái ái thụ của mình, phải không? Bởi vì cái tâm mình nó sinh ra. Cho nên
Người buồn cạnh cỏ vui đâu bao giờ. Cái này là nói đến gì? Vàng pháp do tâm tạo. Vui cũng do cái này, mà buồn cũng do cái này. Tâm nó vẽ ra mọi thứ. Thấy không nào? Chỗ này quý thầy có thể không? Tâm là hòa sư. Ví dụ như bây giờ ngày xưa mà tôi chưa học đạo mà nói tới tôi, mà đùng tới tôi một cái mà gọi là đến cái thân sắc của tôi đó, là có vấn đề. Là lúc đó là gì? Cái tâm tôi nó hòa ra cái thứ đó. Nhưng bây giờ sau khi mà thấy nó là trả là gì cả thì ai đùng thì cũng vậy thôi. Như vậy thì mọi tháp nó đều do cái tâm nó hòa ra. Phải không nào? Cái tâm này dĩ nhiên nó vô thường, nó biến chuyển. Vì nếu cái tâm mình nó như thế mãi mãi thì lúc cái nhìn của tôi từ đầu nó buồn bã thì đến bây giờ nó cũng sầu bi. Còn bây giờ nó đã chuyển hóa. Cho nên cái này tâm nó là vô ngã. Tất cả những cái này lưu ý cho nha. Cực kỳ hay, hay vô cùng. Đó là cái hai cái bài kinh, mà hai cái câu kinh mà chúng tôi trích để thấy rằng là cái do tâm sở tạo, cái học thuyết do tâm sở tạo là dựa trên những cái lời dạy đó. Phải yoga, yoga tức là gì? Yoga chara. Yoga chara là quý thầy cô biết là yoga chara là trước kia cái Vinayavada còn gọi là trước đó người ta gọi là yoga chara. Yoga tâm. Mà cả này ta nặng nặng về cái phần hành trì. Yoga là gì? Yoga. Một yoga là nói về vấn đề gì? Thiền định. Vừa khi mà mình học cái học thiệt vô ngã để đi vào được có cái triệt có cái bạc nhã, cái trí tuệ bạc nhã phải dùng cái gì để có trí tuệ? Nhờ gì mới có trí tuệ bạc nhã? Thiền định. Bây giờ ở đây thiền định. Cho nên quý thầy cô biết là không có cái kính nào mà tách rời cái thứ này được đâu. Dù cả gì đi nữa thì cũng là gì? Abhidhamma. Nhưng cái Abhidhamma đó để đạt đến cái mục tiêu đó thì đều phải đi trên cái đường ray xe lửa. Theo cái phải du già giải thích thì tâm chính là A-lại-da. Các pháp do tâm tạo tác để rồi cảm lấy cái quả báo trong ba cõi. Tuy thuyết này không phải là duy tâm luận, nhưng nó cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy thành ra duy thức học. Vì vậy cho nên cái học thuyết A-lại-da này cũng gọi là duy do tâm sở tạo. Đó là cái thuyết thứ nhất. Vì sao mà duy thức học được hình thành dựa trên ba điều. Ở đây chúng ta đi vào cái thuyết thứ hai. Năm thuyết này nó tạo thành ra cái hệ thống duy thức. Đây là theo cái nhìn của Ấn Thuận. Cái học thuyết thứ hai mà ngài Ấn Thuận cho rằng nền tảng duy thức đó là cái học thuyết tức tâm sở hiện. Và cái học thuyết này là nó dựa trên cái bản kinh gọi là giải thâm mật kinh. Nói thiệt quý thầy cô là tôi cũng trong tay tôi cũng không có cái bản kinh giải thâm mật. Tôi chưa có bản kinh đó. Mà tôi cũng cố ý tôi đi tìm mà tôi vẫn chưa có cả. Trong đại tạng thì có nhưng mà tiếng Việt chưa có. Mà cái này tôi chỉ dựa đến những cái bản dịch mà thôi. Nhưng mà cái này là trong cái cuốn của ngài Ấn Thuận ngài có nói rất rõ. Tức tâm sở hiện là ta nói đối tượng của thức duyên là do thức hiện ra. Trong đó không có một pháp nào năng kiến vào pháp nào. Nhưng ngay trong tâm ấy sanh khởi như thế nào thì ảnh tường ly hiện ra như thế ấy. Ở đây thì câu này trong giải thâm mật rằng là thức là duyên. Đối tượng của thức duyên là do thức hiện ra. Nhưng mà ở đây không có cái nào là năng nhiên mà cái nào là sở duyên. Vậy thì cái này đều là tùy thuộc vào nhau mà nó xuất hiện. Nhưng mà khi mà người ta phân tích cái vấn đề đó thì ta giải thức, ta làm lập cước. Cho nên ta gọi là duy thức. Ví dụ như bây giờ giữa danh và sắc quý thầy cô thấy chúng ta học cái nguyên thủy và bùa phái rồi. Và quý thầy cô vừa thi xong ta nhắc lại một chút. Cái khác nhau giữa nguyên thủy và bùa phái về tâm là gì? Nguyên thủy cũng chủ trương về tâm, mà bùa phái cũng chủ trương về tâm. Nhưng bùa phái lại có cái khuynh hướng phân tích các pháp hiện tượng.
Còn nguyên thủy thì đứng trên lập trường của tâm để nói. Hai bên đều nói giống nhau, nhưng mà tùy cái lập cước người ta. Thí dụ như có hai cái cách phân tích, hai cái cách nghiên cứu mà tôi vừa nói với cái cô, là có một cái cách phân tích gọi là diện dịch và một cái phương pháp là quy nạp. Vậy thì đây là hai phương pháp mà chúng ta thấy nó giống như khác nhau, nhưng mà thật sự ra đều đi về mục đích. Một bên là lấy từ cái chi tiết để ra phân tích nó ra, một bên là lấy đi từ cái tổng thể để đi về cái kết luận. Như vậy là đây là những cái cách mà các trường phái tư tưởng Phật giáo người ta vận dụng trong cái chuyên môn của mình, mà mục tiêu chỉ đi về là một, chứ không có khác nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ là lập cước và cách phân tích, mà không khác nhau ở cái nội dung. Tôi nói như thế để chúng ta không còn ngộ nhận, chúng ta phân biệt cái này cao thấp. Theo cái lời giải này thì tất cả các pháp không thể tồn tại độc lập một cách khách quan. Như chúng tôi vừa nói, khi tâm thức bị hiện tiền thì tâm ấy hiện khởi một cảnh giới tượng. Như thế cảnh giới được nhận thức ấy chỉ là một thứ ảo ảnh do tâm hiện ra, và vì do tâm hiện ra nên gọi là duy thức. Vì vậy tư tưởng này ngài gọi là tức tâm sở hiện, từ tâm mà nó hiện ra. Và lui tới thì cũng phải nhớ là cái chìa khóa là các pháp là không thể tồn tại độc lập, và trong đó chúng ta gọi cái gọi là tâm nó cũng là một pháp. Đó là thuyết thứ hai làm nền tảng cho duy thức học. Cái thuyết thứ ba đó là nhân tâm sở sanh, và cái này cũng nằm trong kinh Giải Thâm Mật. Ở đây kinh dạy rằng ở trong sáu đường sinh tử, tất cả các loài hữu tình đọa lạc vào các giới hữu tình. Trong đó hệ thấy hạt giống của tâm thức ban đầu được thành thục, triển chuyển hòa hợp, tăng trưởng rộng lớn, nhưng nương vào hai chấp thọ, tức là chấp lấy các căn hữu sắc và đối tượng chấp thọ của nó, hoặc chấp lấy danh tướng, phân biệt, ngôn thiệt, khí luồng, tập khí, chúng nương theo thức Adana, Adana là Alaya, để kiến lập. Do vậy mới sinh ra sự triển chuyển của sắc thức thân. Đây là cùng một cái đoạn kinh khác trong Giải Thâm Mật. Và cái đoạn kinh này nói về do cái tâm, nhân tâm mà nó sanh ra các pháp. Và tất cả mà chúng ta sinh tử trong sáu đường này đều do tâm nó sinh, nó nương vào tâm mà nó sinh ra. Và vì sao nó sinh ra? Đã bởi vì có hai cái yếu tố lớn, hai cái nguyên nhân, đó là chấp thọ, chấp lấy các căn hữu sắc và đối tượng của nó. Cái này là hai cái để đưa đến sinh tử luân hồi. Và hai cái này nó tạo ra cái nền tảng, đó là tâm. Và từ tâm nó sanh ra các cái pháp giới khác nhau. Ví dụ như trong kinh Hoa Nghiêm ta có nghe thập pháp giới, có không? Thập pháp giới. Trong đó trong thập pháp giới là gì? Phật giới, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói mỗi chúng sanh cả là trong cái tâm nó có thập pháp giới, đó là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy trong cái tâm này nó là cái nguyên tố chính, nó là cái nền tảng chính để nó sinh ra các thế giới như chúng ta gọi là lục đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đang thế giới nào? Thế giới người. Nhưng mà có nhiều người đang ở trong thế giới người, nhưng mà tâm lại sân hận, si mê, một chút là nóng tức, thì người đó cái tâm nó đang ở đâu? Như vậy cái nền tảng để đi vào Atula là gì? Sân, đúng không? Cái tâm này, từ cái thế giới này, từ cái tâm này mà chúng ta đang ở thế giới người, nhưng mà tâm chúng ta đang ở Atula.
cũng từ cái thế giới, cái nền tảng của tâm này, mà khi chúng ta nghĩ đến cái lòng vị tha, nghĩ đến cái sự cứu độ, nghĩ đến cái lợi ích của chúng sanh, thì cái tâm là tâm gì? Tâm Bồ Tát. Vậy thì cái hữu tình, cái thế giới mà chúng ta sẽ chuyển thức, chuyển sanh vào trong tương lai, nếu như chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái này, thì đó là thế giới nào? Thế giới Bồ Tát. Do vậy từ một cái nền tảng của tâm nó sanh ra thế giới này hay thế giới kia. Bây giờ quý thầy cô đang ở thế giới nào? Người là thân thôi, còn tâm mà tôi muốn nói tâm là thế nào? Tâm là ở chỗ nào? Không biết hả? Vì không biết khi nào mà thầy ái thụ hiện nó mặc là biết nó ở đâu rồi. Khi nào mà nó sân nổi lên là biết nó hiện đâu rồi, phải không? Khi nào mà cái tâm mà muốn làm việc thiền, muốn vì luôn luôn nghĩ đến chuyện thiền, là tâm nó nghĩ như thế, là biết cái thế giới nào. Bởi vì quý thầy cô biết cái này, ta dạy cái này, ta nói cái này để mà chứng minh ngay cái câu nói này. Ví dụ như khi Đức Phật ngài 9 tuổi, ngài ngồi thiền, ngài ở nhân giới, nhưng mà ngài đi vào sơ thiền. Bởi vì lúc đó ngài đã chuyển hóa được 5 thiền cái và ngài có được 5 thiền chi. Vậy thì thân ở sơ thiền nhưng mà tâm ở chứ nội tâm, thân thì ở dục giới, ở cái thế gian này, mà tâm thì ở sơ thiền. Cho nên cái nền tảng của tâm nó tạo ra thập pháp giới, nhân tâm sở sanh. Cái thuyết thứ tư, ảnh tâm sở hiện. Thuyết này thì căn cứ vào chi phần, thuyết trên là căn cứ vào chi thân chấp thọ, hai cái chấp và thọ, chấp thủ và thọ. Cái thuyết này thì căn cứ vào cái chi phần vô minh, 12 nhân duyên thì trong đó có chấp thủ đấy và thọ. Thì cái học thuyết thứ ba là nó chấp, nó nương vào hai cái đó. Còn cái học thuyết thứ tư là nó căn cứ vào chi phần vô minh của thuyết duyên khởi. Thông thường khi nói về duy thức, người ta lấy thuyết A Lại Gia làm nơi ý cử. Nhưng sự sản sanh của cái thức này, một mặt nương về Như Lai tàng tâm, mặt khác là nương vào tập khí hư vọng mà huân tịch từ vô thị đến nay. Như vậy chân tướng Như Lai tạng cùng với tập khí vọng nghiệp, hư vọng của nghiệp tướng hòa hợp đang xen với nhau mà thành lập lại A Lại Gia. A Lại Gia là nền tảng của mê ngộ. Ở đây trước khi mình đi vào sâu một chút, mình sẽ phân tích cảnh này cho rõ. Như vậy A Lại Gia thức là thức thứ 8, và nó sở dĩ nó có mặt là bởi vì nó được, nó có mặt là được tạo thành từ hai cái yếu tố, đó là hư vọng và Như Lai tạng. Nó hai yếu tố đó nó tạo thành cái A Lại Gia. Bởi vì trong A Lại Gia là tất cả các chủng tử nó đều được giữ lại, và cái chủng tử thanh tịnh thì nó thuộc về chân như, nó thuộc về hư vọng, nó thuộc về vô minh. Vậy thì A Lại Gia được thành lập trên cái nền tảng của hai thứ này. Và như bữa này là theo cái thuyết này đó, cái thuyết thứ tư này đó, đó là sở dĩ có A Lại Gia là bởi vì sự hòa hợp của chân như và hư vọng, cho nên nó mới thành lập A Lại Gia. Bởi vì khi mà chứng đắc mà là gọi là đến cái mình mà gọi là chứng đắc cái đạo, chứng đắc cái vô thường, là cái trí tuệ rồi á, thì sao? Thì cái này nó không còn, phải không? Cho nên ở chỗ này phân tích trước để cho dễ thấy. Như vậy chân tướng của Như Lai tàng cùng với tập khí hư vọng của nghiệp tưởng hòa hợp thành lập A Lại Gia. Vậy A Lại Gia là nền tảng của mê và ngộ, xuất phát từ điểm của mê và ngộ, nhiệm tình đều nương vào tàng tâm mà có, cho nên đây gọi là duy thực, thấy không nào? Bởi vì sao cái A Lại Gia này là nương vào cái cả tình và cả niệm, cả chân và cả nguy, và vì nó có hai cái này hòa hợp cho nên nó mới tạo ra cái thức thứ 8, cho nên mới gọi là duy thực. Đây là cái học thuyết thứ tư mà ngài gọi là ảnh tâm sở hiện. Tập khí tạp nghiệp này phản ảnh sự thanh tịnh của Như Lai tàng, từ đó mà tạo thành ra A Lại Gia thức, hiện khởi tất cả tưởng hư vọng. Đây gọi là duy thức, ảnh tâm sở hiện. Và câu này trong Lăng Già dạy thế này, coi như thuyết minh cho cái học thuyết này như thế này. Như Lai tàng tâm là nhân của các pháp thiện và bất thiện.
Bởi vì từ vô thị đã huân tập các tập khí hư ngụy xấu ác cho nên gọi là tàng thức. Nó sinh ra vô minh, trụ địa và bảy thức khác. Giống như sóng biển nhấp nhô, hết đợt này đến đợt khác tạo thành một chuỗi liên hồi không bao giờ dứt hẳn. Lìa vô thường, lìa ngã luồng thủ, từ tánh không nhớ hiện lộ, rốt ráo thanh tịnh. Cái này là cái lời giải thích cho cái học thuyết gọi là ảnh tâm sở hiện. Như Lai Tàng là nhân của các pháp thiện và bất thiện. Cho nên ở đây những cái câu này tôi nói một câu, mà có một cái câu mà tôi đọc rất nhiều câu đối. Tôi thì không giỏi hạng văn, nhưng mà tôi đọc câu đối này thì tôi thấy có một cái gì đó. Người viết câu đối này hình như có một con cách một trung tâm với Bát Nhã. Cái câu này gọi là vàng thiền đồng quy Bát Nhã môn. Quý thầy có đọc câu này chứ, câu đối này chưa? Câu đối này là câu đối là vàng thiền đồng quy Bát Nhã môn. Vậy thì Bát Nhã môn không chấp nhận cái các pháp ác sao? Đã Bát Nhã môn là vô ngã tướng thì câu này mà nói đúng là vàng pháp đồng quý Bát Nhã môn mới là cái chỗ gọi là rốt ráo. Cho nếu mà khi mình có chữ thiền trong đó nó phấn ác, bởi vì khi quý thầy biết trong cái tâm mình mà người mà thích nghĩ đến thiền thì ghét cái điều ác, và khi có cái đối lập từ những cái tâm mình nó có sự phân biệt, và chỗ này là một cái bức tường ngăn ngại, phải không? Chỗ này là chỗ gì? Cho nên trong Bát Nhã, chúng ta Bát Nhã là Prajna. Prajna là cái tuệ giác. Mà cái này gọi là không tánh. Bát Nhã là không tánh. Mà đã không tánh thì làm gì có tiếng thiền, tánh thiền, tánh ác. Cho nên ở chỗ này, những cái chỗ mà câu của Như Lai gọi là gì? Như Lai Tàng là nhân của các pháp thiền và bất thiền. Ở đây là câu là vàng thiền, vàng pháp đồng quý Bát Nhã môn. Bởi vì Như Lai Tàng là Bát Nhã, là cái chỗ mà tất cả các pháp vào đó là không tưởng. Cho nên thiền và bất thiền. Ở đây những cái chỗ mà câu của Lăng Già nói, tôi nhắc lại chỗ đó một chút. Cái câu này tôi không biết tôi đúng hay sai, nhưng mà tôi vẫn thấy có cái gì đó nó bị ngăn ngại khi đọc câu này. Vàng pháp, vàng thiền đồng quý Bát Nhã môn. Thì tự nhiên chữ ác trong đầu tôi á, vàng ác thì đi về đâu? Thiền đi về Bát Nhã môn, về ác đi về đâu? Đúng không? Cho nên ở chỗ này tôi thì tôi lại thích cái chữ là, tôi theo quan điểm của tôi là vàng pháp đồng quý Bát Nhã môn. Pháp đó là hữu vi hay vô vi, pháp đó là thiền hay bất thiền, pháp đó là tất cả bao vi, chữ nghĩa pháp nó lớn rộng lớn lắm. Cho nên chỗ này là vàng pháp đồng quý Bát Nhã môn. Đi cho quý thầy cô nhớ là trong cái ba cái câu gọi là Sabe Samkara Dukha, Sabe Samkara Anicca, nhưng mà Sabe Dhamma Anatta. Các pháp là vô thường, năm các hành là vô thường, các hành là khổ, nhưng mà các pháp là vô ngã. Nhớ bốn câu được không? Sabe Samkara Dukha, Sabe Samkara Anicca, nhưng mà Sabe Dhamma Anatta. Nhớ chưa nào? Chỗ này là cái chỗ rõ ràng là nguyên thủy, rất là Đức Phật ngài là rõ ràng. Vàng pháp chứ không phải là vàng các uẩn hay là các hành hay là các thiền pháp. Ở đây người ta ví cái Như Lai Tàng là cái từ tánh không nhơ không hiện lộ, và các cái pháp nó là giống như những cái đợt sóng biển nó nhấp nhô, hết đợt này đến đợt khác. Và là khi nào mà những cái sóng biển này nó lặng yên, nó không còn hoạt động, thì lúc đó là thanh tịnh tĩnh, cái tĩnh thanh tịnh nó hiện lộ. Vì vậy muốn cho cái sự gọi là cái tâm của thầy cô với ta đi vào trong cái nó gần gũi chúng ta một chút dễ hiểu. Khi mà cái tâm nhiều cái dao động thì làm thế, cái một cái ly nước mà nhiều dao động, nhiều sóng như thế, nó làm thế nào để cho bớt sóng bớt dao động? Để nó yên, phải không nè? Đừng có đụng vào. Và thì để thời gian lâu nó lặng động. Vậy cái tâm mà luôn luôn mà nó dao động như thế, làm thế nào để cho nó đừng có dao động, để cho cái những cái giặc đặc, cái ngọn sóng, cái đợt sóng mà gọi là vô thường này, cái đợt sóng hiện hoạt này, nó được dừng lại? Thiền định, phải không? Hay vô cùng, phải không? Nó có một cái sự thống nhất. Và cái thuyết thứ 5, nền tảng của duy thực, dĩ nhiên. Tôi nói dĩ nhiên để chúng ta khỏi tranh cãi. Đây là quan điểm của Ấn Thuận và của ngài Ấn Thuận, và tôi qua cái quan điểm của những cái cách mà ngài lập luận, tôi thấy nó tạo cho tôi được một niềm tin. Đó là sự nối kết giữa duy thức với cái giáo lý mà chúng ta gọi là trời chỉ hồng lá duyên khởi mà Đức Phật chứng ngộ.
thì những quan điểm khác chúng tôi không có tranh luận. Tùy tâm sở biến nghĩa là xuất phát từ sự thực chứng giới định tuệ. Bồ Tát nhờ vào định tuệ thực tiện của nội tâm mà tất cả các cảnh giới đều có thể chuyển hóa theo tâm, hoặc là khởi lên bất cứ tâm nào. Cảnh giới nào đã tùy vào nội tâm mà chuyển biến thì có thể nhờ đó mà suy luận được tất cả cảnh giới khác, đều không có tự thể. Nếu như bản chất của ngoài cảnh lìa tâm mà vẫn tồn tại thì chắc chắn không thể nhờ vào sự quán tưởng của tâm mà cải được, cho nên mới gọi là duy tâm duy thức, tùy tâm sở biến. Ở đây câu này nói khá rõ rồi, ta giải thích một chút cho nó rõ hơn tí. Đó là nhờ tu tập giới định tuệ mà chúng ta chuyển hóa được cái tâm. Nhờ vào cái định tuệ thực tiện của nội tâm mà tất cả cảnh giới đều chuyển hóa theo cái tâm đó, hoặc có thể khởi lên bất cứ cái tâm gì. Cảnh giới đã tùy thuộc vào nội tâm mà chuyển biến thì có thể nhờ đó mà suy luận cảnh giác giới khác đều không có tự thể. Bởi vì nó tùy thuộc vào tâm mà nó có thể hiện hiện thì cho rằng nó không có tự ngã, không có tự thể. Và nếu mà nó có tự thể thì không thể gọi là tùy tâm sở biến. Mà cái đó là cái mà rõ ràng không phù hợp với cái giáo lý duyên khởi vô ngã, đặc biệt là với Đạo Phật. Và trong cái luận Abhidhamma, cái luận cái kinh Abhidhamma Sutra gọi là kinh luận, thì Bồ Tát thành từ bốn pháp có thể tùy ngộ nhập tất cả duy thức, đều không có nghĩa nào cả. Bốn pháp ấy là thành từ bốn thứ diệu trí thắng giải. Ba thứ diệu trí gồm đạt được tâm tự tại của hết thảy Bồ Tát, đạt được thiền trị sức thắng giải các nghĩa đều hiện hiện, đạt được thiền quán người tu tập các pháp quán khi vừa tác ý thì các nghĩa liền hiện hiện. Thứ ba là lúc đã đạt được vô trí phân biệt hiện tiền rồi thì tất cả các pháp các nghĩa đều không hiện hiện. Vô trí phân biệt hiện tiền rồi thì tất cả các nghĩa đều không hiện hiện. Như vậy ở đây câu này không đã giải thích cho cái vấn đề mà tôi nói là vàng pháp và vàng thiện. Khi mà có cái này rồi thì tất cả đều không có sự thiện hay bất thiện. Chỗ này là cái chỗ mà nói khác đi. Tùy tâm sở biến là nhờ vào cái tu tập giới định tuệ mà nhờ cái nội lực, nhờ cái định tuệ mà chúng ta có cái nội lực, và từ nội lực này mà cái tâm chúng ta có thể biến hiện ra các cảnh giới. Cho nên ngài nói là tùy tâm sở biến. Như vậy đó là năm cái thuyết mà ngài Ấn Thuần cho rằng là nền tảng tạo thành một cái hệ thống duy thức học. Và năm bộ kinh này là quý thầy cô thấy trong này ta thấy có A Hàm. Mà khi nói đến A Hàm chúng ta biết rằng là nó liên hệ đến Nikaya. Và quý thầy cô nhớ thế này, vì sao mà Trung Hoa người ta thường trích A Hàm, họ nói đến A Hàm mà họ không nói đến Nikaya? Các thầy cô có suy nghĩ nào về vấn đề không? Vì sao các vị luận sư, các vị nhà nghiên cứu học thuật của Trung Hoa thường khi trích dẫn kinh Tạng Nguyên Thủy hay kinh Tạng gọi là Bali và Sanskrit về cái hệ của Bồ Phái và Nguyên Thủy, ta trích thường là Agama mà không trích Nikaya? Quý thầy cô biết vì sao không? Quý thầy cô cứ đọc đi, cứ đọc kinh đi, đọc kinh của các nhà học giả người Tàu Việt thường là dịch trong Agama mà thôi. Quạt quý thầy cô hiếm khi thấy chữ Nikaya. Mà bây giờ tôi hỏi quý thầy cô là bây giờ mình xác định là Agama viết bằng hệ gì? Hệ tiếng gì? Sanskrit. Và Nikaya viết bằng Pali. Và ở đây là chìa khóa. Vì cho nếu theo kiến thức của tôi thì cách đây khoảng 18-19 năm thì như sự hiểu biết của tôi, ở Trung Hoa vẫn chưa có Tạng Nikaya, chưa được dịch ra tiếng Tàu. Mà cái bộ kinh mà được dịch ra tiếng Tàu về cái hệ của Bồ Phái và Nguyên Thủy á, đó là bộ Agama. Cho nên thường là các vị mà trích dẫn, thường là trích dẫn từ Agama, A Hàm nhiều hơn là Nikaya. Chúng ta may mắn hơn là chúng ta đang có cả một cái bộ kinh mà gốc nhất đó là Nikaya. Chúng ta may mắn bởi vì sao? Chúng ta có được những cái bậc gọi là đại tuệ tháo thức
về cái gốc ngọn của Phật giáo. Giống như nếu như Huyền Tang, vì sao ngài đi Tây Trúc ngài thỉnh kinh? Các thầy cô học về duy thức nói tôi nghe, ngài tự nhiên ngài thích có cái tâm địa là đi đi du hỷ thần thông, cho nên ngài đi gặp, ngài gặp ngài đem về, phải không? Ngài Huyền Tang là quý thầy biết, là quý thầy cô biết là ngài đi thỉnh kinh vì lý do gì? Dạ mô Phật, con thưa thầy đó là theo như con được coi phim đó thì con thấy là ngài không có thỏa mãn về cái sự mà dịch thuật và cái học thuật ở bên Trung Hoa, và ngài muốn tìm đến về tới Ấn Độ để tìm tận gốc ngọn đây và thêm học với các vị cao tăng để ngài biết thêm các cái đó nó có chính xác hay là không, ngài xác định lại cái điều đó. Đó là nguyên nhân mà ngài hiện tại ngài thành kính, bởi vì khi mà ngài tiếp xúc với cái giáo lý đạo Phật thì mọi vị giải thích mọi cách, và ngay cả cái hệ thống duy thức thì cũng có nhiều cách giải thích, và những cách giải thích đó nó mâu thuẫn nhau, nó cãi ngược nhau, cho nên nó làm cho ngài không thỏa mãn, và đôn đốc ngài phải lý lý ngay cái chỗ gốc ngài học duy thức. Như vậy quý thầy cô biết cái lý do mà Huyền Tang đi thỉnh kinh là bởi vì cái hệ thống của Phật học Trung Hoa thời bấy giờ nó rất là vĩ đại, nhưng mà nó nhiều quá đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu. Và đây là lý do vì sao mà có xảy ra một cái gọi là phản giáo. Phản giáo là gì? Phân loại các giáo lý. Quý thầy cô nghe, quý thầy cô học cái Pháp Hoa mà của ngài Trí Hải chưa? Ngũ thời bát giáo. Ở Ấn Độ còn ngũ thời bát giáo không? Thưa quý thầy cô, hoàn toàn không còn ngũ thời bát giáo. Nhưng mà ngũ thời bát giáo của Trí Khải Đại Sư chưa phải là cách, là người đầu tiên đứng ra phân chia các loại kinh điển. Vì sao phân chia? Bởi vì lúc đó kinh của Phật, kinh của Ấn Độ được các ngài chuyển về nhiều quá, và mỗi cứ nhóm cứ dịch, chỗ nào cũng dịch cả, và cái hiện tượng này đang xảy ra ở Việt Nam. Nghĩa là cứ mấy thầy cô đi Trung Hoa về, thích cái bà này, thích cái thầy này, thích cái ông này, rồi cứ như được mà dịch. Và dịch ra nhiều quả, ít nhiều quả của công Phật tử không biết nắm cái cuốn kinh nào để mà đọc cho nó có đầu, có đuôi. Có thầy cô thấy này không? Đây là cái điều mà chúng tôi đang lo lắng. Và một cái điều thứ hai chúng tôi muốn thưa với quý thầy cô, khi nói đến đây là một cái nhức nhối mà chúng tôi cũng trăn trở, dĩ nhiên chúng tôi chia sẻ chứ không dám nói là đúng hay trật, chúng tôi chia sẻ. Khi nói đến Đại Tàng Kinh thì quý thầy cô nghĩ đến cái gì? Đại Tàng Kinh là nói gì? Đại Tàng Kinh Việt Nam quý thầy cô nói đến cái gì? Tất cả Đại Tàng Kinh của Tàu, của Ấn, của Trung Hoa, của là Sri Lanka, của Miền Điện, của Thái Lan. Nhưng mà khi nói đến Đại Tàng Kinh là lập tức chúng ta như là một cái quán tính, như là một cái tập khí, là chụp lập tức nhìn về Đại Tàng Kinh của Hán. Phải không? Đây là một cái trăn trở. Đây là một cái thao thức của tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xây dựng làm thế nào để có một cái hệ thống. Khi nói đến Đại Tàng Kinh Việt Nam là phải nói đến cái Đại Tàng Kinh tiếng Việt. Phải nói đến A Hàm, để nói Nikaya, phải nói đến cái hệ thống kinh Bắc truyền của chúng ta. Và bây giờ thì dù như tôi nói, đây là cách, cũng là tư duy riêng của tôi. Ai, tôi không có áp đặt ai. Một ví dụ như thế này, nói về tục tàng, Việt Nam có tục tàng chưa? Có không? Chúng ta có, nhưng mà chúng ta chưa hệ thống được cái thành thập tục tàng đó. Chúng ta không phải không có, những cái cuốn như là Khóa Hư Lục có phải tục tàng không? Tam Tổ Thực Lục có phải tục tàng không? Đó là những tác phẩm được gọi là tục tàng. Là gì? Là cái tàng tiếp tục những cái kinh điển của Đức Phật. Tục là kế tục, là tiếp tục. Và thưa quý thầy cô, nhân cái chuyện này tôi mới nói, trước ngài Trí Khải Đại Sư có một ngài khác, ngài khi mà tiếp cận giáo lý ngài thấy nó phức tạp quá, và Phật tử cũng không biết đường nào mà đi vào cho nó có hệ thống, cho nên ngài đã phân làm một cái công tác phản giáo trước đó. Mà trước ngài Trí Khải Đại Sư định mấy trăm năm, ngài có một vị khác đã làm. Và tôi xin lỗi là quý thầy cô nào về biết vị đó, tôi có viết trong cái cuốn gọi là Lược Sự Phật Giáo Trung Hoa. Và vì sao tôi viết quần đỏ? Tôi trăn trở vô cùng, tôi mới đi nghiên cứu quần đỏ. Trong đó tôi có, mà cái mà làm tôi vui nhất là tôi phát hiện, tôi thấy được trước ngài Trí Khải Đại Sư thì có một vị khác đã viết cái cách để là gì? Phân loại các cái giáo lý để giới thiệu về Phật Pháp, về Phật tự. Chứ không phải là giáo phân loại là để nói chuyện cao thấp. Mà khi đi vào trong cái của Thiên Thai Trí Khải Đại Sư rồi, thì phân thành đó là
năm thời kỳ. Thời kỳ đầu nói gì, thời kỳ thứ hai nói gì, và nói đến phân tập, phân tập. Nhưng mà cái đó là cái để đáp ứng cái nhu cầu trí thức của quần chúng của Trung Quốc, chứ không phải cái đó là cái mà mang tính gọi là triết học theo cái gốc ngọn của nó. Đây là cái điều mà chúng ta trở lại. Vì vậy, thưa quý thầy cô, nói như thế để nhân chuyện này ta nói rộng ra một chút để quý thầy cô gọi là suy nghĩ. Và dĩ nhiên là khá nhức đầu phải không? Nhưng mà quý thầy cô phải làm. Và tôi mong muốn quý thầy cô phải hệ thống, phải trong khi muốn làm cái gì đó chúng ta phải có nghiên cứu, có hệ thống đàng hoàng. Chứ đừng làm bằng cái kiểu gọi là cảm xúc. Làm bằng cách cảm xúc thường là nó, cái tính mình chính xác của nó là hơi khó. Cảm xúc là nó chỉ đúng với mình mà không đúng với người khác. Cho nên mình phải khoa học, phải hệ thống. Trở lại vấn đề của chúng ta, một cách thông khác. Duy thức học là môn học khảo sát về hiện tượng tâm lý và vật lý của nhân sinh vũ trụ. Duy thức học là môn học khảo sát về hiện tượng tâm lý và vật lý của nhân sinh vũ trụ. Duy thức học có thể xem là tâm lý học Đông Phương so với tâm lý học Tây Phương. Bởi vì cái từ này á, là tôi không dùng. Mà từ này là cái người mà gọi là dịch mà Abhidhamma là tâm lý học á, đó là cụ Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu chúng ta dùng. Abhidhamma là tâm lý học Phật giáo. Cho nên bữa nay quý thầy cô này Abhidhamma đừng có nói gì, tâm lý học. Và cái tâm lý học nó mới là cái môn gắn với cuộc đời. Cho khi mình tôi nói là môn là luận tàng, không gắn với, không phải là không gắn nhưng mà khó có thể kết nối, đúng không? Cho nên sau này quý thầy cô đi học tâm lý học á, một dạy về tâm lý mà Abhidhamma, quý thầy cô về học gì? Tâm lý học Tây Phương, cho nó giỏi. Vì tâm lý học Tây Phương họ còn phân tích cái tâm lý con người từ nhỏ cho đến lớn. Tâm lý học là phân tích từ lúc trong mẹ, trong cái bào thai mẹ, từ lúc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng tuổi. Rồi bây giờ người ta, quý thầy cô biết là người ta giáo dục con đứa trẻ từ lúc nào trong nằm trong bào thai. Mới 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng tuổi, bắt đầu đến 5 tháng tuổi, anh nhau nghe nhạc. Quý thầy cô có biết cái cách giáo dục này không? Mà cách giáo dục này quý thầy cô biết là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chân Thiện đã từng phát biểu giữa một buổi họp quốc hội của đất nước chúng ta. Và cái cách giáo dục này là tạo ra một những cái thiên tài. Nếu như là những đứa trẻ từ nhỏ mà được nuôi dưỡng bằng âm nhạc thì sau này khuynh hướng về âm nhạc. Những đứa nhỏ mà được nuôi dưỡng về khuynh hướng là gì? Toán học thì nó ra được về toán học. Bởi vì nó ảnh hưởng. Và tâm lý học là gì? Tâm lý học là có cái khuynh hướng phát triển của con người từ thấp đến cao. Và cái Abhidhamma chúng ta hay nói một cách cụ thể hơn duy thức học là gì? Là nghiên cứu cái hệ thống tâm thức của đứa nhỏ từ nhỏ cho đến lớn lên. Cái khuynh hướng thì dù như bây giờ ta nói là khuynh hướng của những người mà có tuệ thì là gì? Trong kinh đó là gì? Những người mà thông minh thì hẳn những người đã đầm tỉnh hay là sân. Chưa biết nghĩa là chưa đọc, chưa học. Những người mà có tuệ thường là sân. Nóng lắm. Làm không trúng lá. Bực bội, ngu. Có nhiều thầy vô dạy mà cạc đôi khi mình cũng nghĩ quý thầy cô biết á. Bây giờ tôi thì tôi cứ đem cái tâm mà là thật đó là những cái mà kinh nghiệm cho nên quý thầy cô đừng phải học kinh nghiệm. Ví dụ như tôi có một đứa trẻ 10 đứa điều 11 tuổi. Và cái kỳ vọng của tôi ở đứa trẻ nó lớn quá. Vì tôi muốn khuynh hướng cho tôi dạy nó đi theo con đường của tôi và tư duy như tôi. Tôi định hướng cho nó. Và bây giờ cái gì mà nó suy nghĩ khác tôi là tôi chịu không được, tôi la. Nó làm thì dù con nít bây giờ đi cũng là 11 tuổi như nó mà đi học về cái nó vất cặp nó ra nó đá kìa nó đánh nó la ấm đập rầm. Còn điều mình về làm đắc về từ nữa là phải như vậy, mày phải là như thế này. Đứa trẻ chập nó mệt mỏi quá. Mình không hiểu là nó vô là sư phụ ấy sống dưới đấy buồn quá. Nó vô nói với tôi con không ưa trong đây được. Rồi tôi giật mình tôi nói vì sao vậy. Và lúc đó mình phải nhìn lại. Mình đang làm sai cái tâm lý phát triển của tuổi trẻ. Đúng không? Rồi đôi khi có những cái vị mà thầy, những cái vị thầy mà luận sư, những vị mà trí tuệ giỏi học dạy quý sư cô, quý thầy á. Có nhiều vị dạy chẳng hiểu chứ. Ngu chứ. Có nhiều vị vô dạy bực quá, ngu quá. Đi về dạy luôn. Bởi vì sao? Bởi vì các vị cứ nghĩ rằng là cái tuệ của quý thầy quý cô như chúng tôi, phải hiểu như tôi, vì sao có trình độ như tôi. Và cái đó là cái mà chúng ta chưa vào Abhidhamma. Bởi vì cái nền tảng phát triển nó chưa đến đó, làm sao bắt người ta suy nghĩ đến đó được, phải không? Bởi đây nhớ chưa nào?
nuôi điều nuôi chúng, đấy là cả một cái tâm lý giáo dục, đây là cả một cái phương thức khác. Cho nên cái tâm lý học chúng ta là nói về nghiên cứu về tiến trình tâm lý và vật lý của nhân sinh và vũ trụ. Đâu có đâu, làm bài hả? Làm bài thì tôi đâu có chậm cái gì ngoài cái thứ mà tôi đang nói với quý thầy cô đâu. Ta đã đừng nói là chưa tới, không? Mà chưa học hoặc là lười học. Có những người ta làm rất tốt vì sao? Cũng nhận bằng ngang tuổi quý thầy cô thôi. Bởi vì tôi nói với quý thầy cô, đôi khi quý thầy cô vô việc. Có nhiều người việc không có giống như khoa của cái giáo trình tôi đưa ra. Nhưng mà những ý tưởng đó đều đã được phân tích, đã được tóm tắt. Tôi vẫn cho điểm ít nhất là trên trung bình. Đừng dậy đàng hoàng thôi nha. Đâu có ngồi... Mình khi mô mình phải có cái chỗ chứ hả? Tâm lý học á. Cả khi mà cái phản ứng đó nó có một cái yếu tố gọi là tập quán, tức là cái thói quen cái đã. Sân đó là nó bị chi phối bởi cái tập quán nghiệp. Vì cái sân đó mà tự nhiên nó có, mà nó đã được huấn đúc từ ngày này sang ngày khác, và nó tạo nên một cái gọi là cái đặc tính riêng mà chúng ta gọi là gì? Cái tính khí riêng. Và cái tính khí riêng này á, nó thầy gọi là sân, phải không? Thì cái nó bản chất của nó là sân, thì nó chuyển tại là sân, nhưng mà nó được hình thành qua một cái quá trình chứ không phải tự nhiên là có. Nếu mà thầy mà thầy thiếu trí tuệ được thì lúc đó thì thầy giác tỉnh. Cho nên tu là phải giác tỉnh. Giác chưa? Phải giác chứ. Cho nên tu là gì? Tu là khi một pháp khởi lên mà biết sai, thầy sai biết sai là gì? Chánh niệm tỉnh giác. Tu là để thầy cái đó. Và tu là để chuyển hóa những cái tập quán nghiệp. Ta đang nói cái chuyện thầy nói xa chỗ tôi nói chỗ này. Nhưng mà ở đây ta đang nói về tâm lý học, cho nên mình trở lại một chút phải không? Và tôi nói về thầy một chút là tất cả những cái chúng ta mà đang sinh hoạt hàng ngày này là nó bởi chi phối bởi một cái nghiệp đó gọi là tập quán nghiệp, là thói quen. Thói quen. Thí dụ như cái mà tôi nói khi nào tôi nói to là bởi vì cái gì? Xưa giờ tôi cứ nói là tôi nói to, bây giờ bảo tôi nói nhỏ là cả một cái khó khăn. Và tôi nói rất nhanh và bắt tôi nói chậm lại là khó. Nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu nói chậm, tôi bắt đầu chuyển hóa cái tiến trình nghiệp của tôi. Thay vì nói nhanh thì tôi nói chậm, phải không nào? Và cái này là cái nó tạo nên một cái ông viên trí khác. Ngày xưa nói nghe nghe gì cả, bây giờ nói người ta nghe được. Ngày xưa nói người ta không hiểu bởi vì người ta nghe không kịp, bây giờ người ta nghe kịp được. Cho nên chính tôi đang từ từ hoàn thiện cái nghiệp của tôi, hiểu không nào? Bằng cái tiến trình mà chúng ta gọi là tu tập và giới định và tuệ. Chúng ta nói cái gì thì chúng ta sống theo những nguyên tắc, dùng những nguyên tắc để chỉnh sửa mình. Và nguyên tắc trong đạo Phật gọi là giới. Thì giới là gì? Giới là những nguyên tắc. Thế giới không phải là cái để mà ràng buộc chúng ta. Cái mà người ta hiểu lầm khi mà nghe chữ giới tự nhiên sợ hãi. Tuy nhiên có cái gì là xa lạ, có cái gì đó là cấm đoán. Không phải, giới là những nguyên tắc. Ví dụ như xa đi một chút ha, để cho này nói chút, để quý thầy cô thay đổi. Bữa nay dạy giới phải dạy khác, nhìn giới phải nhìn khác. Hôm tôi còn nói với quý thầy cô, ví dụ như tôi đứng đây, đây bây giờ nó thấp, tẻ xuống thì đặt chân thôi chứ không phải đến nỗi chết. Nhưng mà thí dụ đây là một vực thẳm mà tôi đứng đây mà không có cái gì mà là ngăn cản, tôi tẻ xuống không có gì ngăn cản, cho nên không giác tỉnh tôi được, tôi té xuống tôi chết. Bây giờ ngang đây người ta làm một cái bara, một cái hàng rào để ta ngăn cản lại. Vậy cái đó nó ngăn mình với cái vực thẳm, thì khi mình đến đó mình đùng cái đó thì cái đó nó bảo cho mình biết rằng là mình sắp sửa bước qua cái lằn vôi giữa cái nguy hiểm và cái không nguy hiểm. Vậy cái bara đó là cái nó bắt nó làm cho mình cản trở mình hay là giúp đỡ giờ giữ cho mạng sống của mình. Giới là cách đó đó quý thầy cô. Giới là cái mà nó bảo đồng cho mình biết là anh vượt qua tới đó, là anh vượt qua khỏi cái ranh giới của hạnh phúc. Ví dụ bây giờ hai vợ chồng, mình nói cuộc sống bình thường đi, hai vợ chồng khi mà người ta nói người chồng người vợ muốn hạnh phúc thì cái nguyên tắc để có hạnh phúc là gì? Chung thủy. Mà ông chồng mà ra mà có V1, V2 là coi như sống rồi. Và như vậy là gọi là phạm giới, phạm những nguyên tắc sống. Giới gì đâu nguyên tắc sống. Anh muốn thì anh phải giữ những nguyên tắc đó, phải không? Cho nên giới là những nguyên tắc để giữ mình, giúp đỡ mình, hỗ trợ mình, mà không phải là những điều bắt mình, cấm mình làm cái này, khơi khơi cũng làm cái này, phải không nào? Cái cách tiếp xúc nó phải như vậy. Nó như vậy mới thấy nó cái giáo lý của mình. Và mỗi ngày thầy đang sống trong cái lộ trình mà những nguyên tắc đó mà thầy gọi là giới.
Với những cái gì? Cho nên quý thầy cô biết khi chúng ta học Phật, học bằng những cái ngôn ngữ này, bằng cách tư duy này, từ những cái gọi là Abhidhamma này, nó rất gần gũi với cuộc sống này. Chứ không phải siêu. Duy thức học là gì? Là đi học một môn học về cái tâm lý và vật lý của mỗi con người. Nó tiến trình, thí dụ như bây giờ cái tuổi 13, 11, 12 tuổi tôi trở lại ông điều tôi. Cái tuổi đó là cái tuổi đang phát triển. Và nó cái tuổi đó người ta gọi là cái tuổi quậy phá. Bây giờ mấy lâu nay, mấy, cách đây độ khoảng 1-2 tháng thì tôi dùng gọi là cái quyền uy về nó. Thì nó phải chống đối. Nó bực mình, thích làm thích thôi, đánh nằm dưới cho đánh. Nhưng mà bữa nay không nữa, biết cái tâm lý anh này, sau khi mình thấy mình sai rồi, bữa nay vô nói ngọt, con ơi, đừng làm vậy nghe, con ơi, làm cái này nghe, con làm xong rồi chơi nghe, anh ngoan ngoãn dễ sợ. Bởi vì tâm lý của tuổi trẻ đó là gì, cái tuổi ngắn đó là gì, nó cần cái sự gì, nhẹ nhàng, nó chưa trưởng thành, đấy là duy thức học, thấy chưa nào? Thành ra cái duy thức học này, quý thầy cô bữa nay làm thế nào để nó đi đến một cái bình diện từ thấp đến cao, nhưng mà chỗ cái Abhidhamma của Đạo Phật, có một chỗ cao siêu hơn. Quý thầy cô về đọc cái cuốn, ai có cuốn Ấn Độ Phật Giáo Sự Luận của tôi đây không? Ai có? Ở nhà phải không? Trong đó có nói cái Abhidhamma, quý thầy cô về đọc chữ Abhidhamma, trong đó nói thế này, nếu tâm lý học phương Tây, nó nghiên cứu con người, tâm lý con người từ nhỏ cho đến chết, thì tâm lý học Phật giáo cũng nghiên cứu cái này. Nhưng bước hơn một chiều, một bước cao hơn, đó là tâm lý học Phật giáo đi vào trong cái trình, trong cái những cái hoạt động tâm linh mà tâm lý học Tây phương không có. Ta có cái ta tạm chia đi, đó là vật lý, tâm lý và tâm linh. Thì cái tâm lý học Tây phương nó đi từ vật lý đi đến tâm lý, nhưng mà Phật giáo thì đi qua một cái phạm trù là tâm linh. Đây là cái nổi bật của tâm lý học Phật giáo. Trở lại cái bài chúng ta. Như vậy, hết giờ hả? Vừa tới thôi chứ đâu, hết giờ gì đâu. Rồi. Thôi quý thầy con nghỉ. Yeah.